Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì như anh em có thể thấy là hiện tại tôi đang đứng ở cái phòng con cá heo đây. À, cái phòng rất là hiện đại luôn anh em ạ. Đây thì tôi phải nói thật với anh em ạ, trong khoảng thời gian offline tôi đã rất là cố gắng để tôi sửa cái máy farm rồi, nhưng mà nói chung vẫn chưa xong đâu. Anh em có thể nhìn thấy là nó có một cái tầng nhỏ nhỏ này. À, là tôi đã xây nó ra đấy, để tôi đứng ở đấy để tôi thử xem mà đứng ở đấy thì cái máy farm nó hoạt động không. Nhưng mà nói chung là vẫn chưa đâu anh em ạ. Để từ từ đã, phải để thêm vài hôm nữa để tôi apply để tôi xem thử xem thế nào anh em ạ. Nhưng mà anh em yên tâm nhá, nói chung là nó sẽ hoạt động rồi thôi, anh em đừng có lo. Ok anh em ạ, thì bây giờ tôi sẽ dọn đồ tôi về nhà, bởi vì hôm nay tôi sẽ xây thêm một công trình nữa ở nhà. Tôi phải nói thật là cái doanh trại của tôi là dù là tôi đã mang đất về tôi lấp sa mạc ấy, nhưng mà trông nó vẫn chết chóc thế nào ấy, đúng không? À, nên là tôi muốn xây thêm một công trình nữa để cho nó gọi là có sự sống hơn. À, và đó sẽ là một cái nhà trên cây anh em ạ. Sau đó là tôi sẽ mang thêm một sinh vật rất là dễ thương về nhà nữa, đó chính là những em ong anh em ạ. À, đây sẽ là video đầu tiên trên kênh tôi mà tôi làm về ong. Ok anh em nhá, thì bây giờ tôi phải dọn đồ về nhà đã anh em ạ. Ok anh em, trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe với tôi nhá. The free mà, nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi lắm luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ dọn đồ về nhà thôi anh em ạ. Holy shit anh em ơi, what the hell, cái quái nào mà tại sao ở dưới này động thế này? Đây là cái máy phạm của tôi hoạt động này à? Ngon quá, nó còn có cả giám hộ ở trong này. Ngon quá anh em ạ, để tôi phạm thử xem là thế nào. Hề chém, ôi dồi ôi, không biết là mình có may mắn không à, nhưng mà tôi không thấy thằng nào nó cầm cái đinh ba, nên là có thể là nó không rơi ra đâu anh em ạ. Quá à nhờ, cái quái nào mà nó hoạt động mà nhờ, rất là ngon. Úi dồi, nhảy này, nhảy nhảy ớ nhảy nhảy nhảy, úi dồi nhảy, sao con này chăm khó nhờ. Chết đi, lão thật anh em ạ. À, có vẻ là mình cũng không thể cây đinh ba các em ạ. Ấy nhưng mà ngon nhỉ, ngon quá, nếu vậy là khi nào tôi apply tôi sẽ farm tiếp anh em ạ. Tốt rồi, tốt rồi, hoạt động được rồi, tốt rồi. À, bây giờ tôi sẽ đi về nhà thôi, đi về nhà, tôi đi cái đường thì tôi về này. Đấy, ok anh em ơi, tôi sẽ về lại nhà và tôi dọn đồ và tôi đã chuẩn bị luôn đồ để chúng ta sắp sửa xây cái nhà ăn cây ở đây. Đấy, anh em với dân làng của tôi đi đông như kiến chưa, anh em với làng của tôi gọi là phát triển chưa. Đấy, hơi đông dân anh em ạ, hơi đông dân thôi. Rồi, kệ vào nó đi. Đấy, chúng ta xây cái nhà trên cây anh em nhá. Đây thì tôi đã chuẩn bị luôn chỗ để chúng ta xây rồi. Đây là một hình vuông 3x3 anh em nhá. Chúng ta xây cái cây trước. Anh em có thể nhìn thấy đồ của tôi đây. Nói chung là chuẩn bị thì nó cũng không có lâu lắm đâu, bởi vì là mấy cái đồ này cũng đơn giản mà. Đó, bây giờ chúng ta xây bắt đầu như này anh em ạ. Đầu tiên là dùng cái gỗ sồi này, chúng ta sẽ xây ra 3 ô như này. À, hình vuông 5x5 anh em nhá, tôi nhầm đấy. Đấy, 3 ô này này. Ok chưa, phá cái này đi. Đấy, ôi chết rồi. Phải phá cái ruộng cái đã anh em ạ. Đấy, phá cái ruộng đi mà đặt được. Phá cái này đi, đặt. Đấy, thì tôi nghĩ là cái chỗ mình vào sẽ là cái chỗ phía bên này anh em nhá. À, thì nếu mà là cái chỗ phía bên đấy thì mình sẽ phá cái này đi. Rồi, xong bây giờ mình xây nó cao thêm một tầng nữa. Ta sẽ làm cái thân cây trước anh em ạ. Bởi vì là thường là các cây mà các cái rừng ấy là nó nhỏ lắm, nên là mình muốn một cái nhà trên cây là mình phải tự xây một cái cây cho to ấy, nó mới đẹp chứ. Đấy, úi đấy, skill anh em ạ. Ok nhá, sau khi anh em xong này nhá, em đặt những cái tấm nào đó ở dưới này, không phải phiến gỗ anh em nhá. Tôi đặt phiến gỗ để tôi xây lên thôi, chưa chốc là tôi phá đi đấy. Đấy, anh em xây cái này, ok chưa? Rồi anh em tiếp tục đặt tiếp này, đặt nó ở đây này. À, đấy, xem lại xây lên tiếp. Đấy, đây nhưng mà cái chỗ này này, cái chỗ này nhá, là bây giờ là mình sẽ dùng những cái tấm thang này, dùng những cái thang chứ. À, mình xây thành cái lối vào.
Đấy. Xong rồi thì mình còn lên bên trên mình xây ấy cơ chết cha rồi. Xây cái này là không được dùng nước anh em ạ, bởi vì tôi xây ở ruộng mà, cái này mà tôi dùng nước là nó cuốn cho hết ruộng của tôi đi mất. À, nên là mình phải xây thang để mình nhảy lên rồi. Đấy, ok chưa à? Không không. Nhầm rồi. Bên trên này. Đấy, chốc nữa mình đặt cái đèn lồng xuống bên dưới đây. Để làm cửa vào đấy anh em. Được rồi. Đấy, rất là ngon anh em ạ. Rồi, sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là để tôi nhòm thử xem nào. Đúng rồi. Chỗ này là mình sẽ xây lên 7 ô tới bên dưới anh em ạ. Để tôi xuống ngay tôi nhòm thử xem được bao nhiêu ô rồi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rồi anh em ạ. À, sau khi được 7 rồi nhá, anh em xuống và anh em đặt thang. Đấy, có đúng 7 cái thang này. Đấy, đặt thang lên. Nhà trên cây mà, nên là mình phải đi lên trên cao chứ đúng không? Ai xây nhà trên cây ở dưới đất bao giờ? Rồi, sau khi xong cái này anh em nhá. Và bây giờ này chúng mình chỉ cần xây kéo dài mấy cái bên này lên thôi. 1, 2, 3. Đấy. Mình cứ kéo dài lên. Ok, mình xong cái thân cây ở đây anh em ạ. Và thực ra là mình chưa xong đâu, mình còn một chút nữa cơ. Mình còn một chút nữa cơ đây này. À, ở hai bên này nữa anh em ạ. Đây. Đấy. Không. Đặt nó hướng lên. Đây này. Đấy, đặt nó hướng lên như vậy. Cả ba bên đấy anh em ạ. Thì là cái nhà trên cây này là mình không cần phải lột vỏ cây anh em nhá. Đấy. Mình cứ để cái này cho đẹp. Rồi. Ok chưa? Bây giờ phá này đi được rồi. Rồi. Đấy, bây giờ tôi còn phải xây cột đấy anh em ạ. Đây. Xây cột thì nó cũng rất là thú vị anh em ạ. Đây. Nó xây cột ở hai bên này. Đấy, như vậy thôi. Cái này kiểu là trang trí thêm một tí để cho nó gọi là trông có nét hơn thôi. Yeah. Ok. Gọi là xong bên dưới rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi lên. Ô, tôi thấy trong này để ruộng cũng đẹp chứ nhở. Được đấy. Yeah. Ngon. Thôi được rồi, mình phá các cái tấm phiến gỗ này đã anh em ạ. Đấy, phá xong cái này rồi mình đi lên. Đây, phá cái này này. Cái này nữa. Cái này. Đấy. Coi như là mình xong bên dưới thân cây rồi đấy. Bây giờ mình lên là mình bắt đầu xây bên trên này. Bên trên là nó sẽ hơi rắc rối anh em nhá. Thì là cái nhà trên cây này là tôi học được từ một YouTuber nước ngoài anh em nhá. Cái YouTuber mà họ xây giỏi lắm, nhưng mà họ hơi ít sắt. Nên là nếu mà anh em mà thích xây nhà thì anh em hãy qua để xem cho họ vui nhá. Tôi rất là thích cái người đó, họ xây rất là đẹp anh em ạ. Đấy, ok chưa? Tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả anh em nhá. Đấy, mình sẽ xây như này để mình mở rộng cái mái ra. Đấy. Xong rồi mình sẽ dùng đến chắp đo. Xây ở cả bốn phía như này. Thế là Phantom nó không đau đánh tôi nhở? Thật sự là tôi không hiểu lắm. Cái này là cái UH core mà tôi khá là hiếm thấy Phantom anh em nhá. Chắc là tại tôi chăm chỉ đi ngủ của anh em ạ. Ok. Sau khi anh em xây chắp đo ra cả bốn phía rồi nhá, anh em sẽ dùng đến lá cây. Thì là tôi đề xuất là nếu mà anh em mà xây nhà sa mạc ấy, mà anh em mà muốn dùng lá cây ấy, thì hãy dùng lá vân sa anh em nhá. Bởi vì là các cái lá cây khác ấy, khi mà xây ở sa mạc thì nó sẽ bị héo đi đấy. Đấy, nhưng mà chỉ riêng cái lá vân sa là tôi không hiểu tại sao, nhưng mà nó vẫn màu xanh như vậy, nó đẹp lắm. Đấy, nên là hãy dùng lá vân sa nếu mà anh em xây nhà sa mạc nhá. Đấy, chúng ta xây lá cây như này. Đặt một khối để mình xây ngang qua bên ấy. Đấy, anh em thấy nó màu xanh đẹp không? Ui zombie kìa, ôi. Đứng ngoài mà nhìn anh xây nhà em nhá. Sao mà vào được cái thành trì của tôi anh em ạ. Đấy, ta sẽ cứ xây như vậy để chúng ta bao xung quanh cái tấm này thôi, bao xung quanh cái mái đấy. Ok anh em, sau khi mà anh em xong rồi thì anh em sẽ phá cái này đi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xây một cái hướng để chúng ta nhìn ra ngoài. Đâu rồi, chúng ta sẽ dùng hàng rào nhá. Thì tôi rất là muốn nhìn qua hướng này để mình nhìn qua nhà mình vậy. Hay là mình nhìn qua đâu vậy? Đây đi, tôi sẽ cho một cái hướng là mình cái nhìn qua nhà mình anh em nhá. Nhưng mà xây ở đây nhìn qua nhà mình hơi khó nhở. Thôi, cho nhìn ở bên ngoài đi anh em nhỉ. Đấy, nhìn ở bên ngoài cho nó đẹp chứ. Đấy, chỗ này cũng cho nhìn lên bên ngoài, nhưng mà nhìn vào đây là nhìn vào cái máy farm rồi. Nhìn là máy farm à? Thôi thế thì cho vào đây đi nhỉ. Đấy, mình cứ nhìn vào nhà mình.
Đấy, chúng ta xây như vậy anh em nhá. Sau đó ở chỗ này chúng ta xây thêm. Đấy, xây thêm một cái hàng rào nữa bên trên. Sau đó chúng ta dùng cái lửa trại. Lửa trại chúng ta làm cái máy đây kìa. Đây, từ từ tôi đi lên đấy, rồi. Đặt thế này, đặt thế này, đặt thế này, à. Xong rồi thì mình phải tiếp tục làm như vậy với cái bên này anh em ạ. Đấy. Xong rồi chúng ta dùng xẻng anh em nhá. Thì dùng xẻng thì ấn chuột phải là mình sẽ loại đi được cái lửa nó của cái lửa trại. Đấy, thì dập lửa đấy. Rất là hay cầm nhỉ. Đặt thế này. Đấy. Xong cái máy anh em nhá. Đấy, mình đã chừa ra một chỗ ở đây anh em nhá. Ok chưa? Sau khi xong cái này là mình phá được cái cột rồi đấy. Rồi. Còn cái bên này này. Còn cái bên này là mình sẽ làm giống như là cái lối vào ở bên dưới ấy. Đấy, chúng ta xây ngang ra như này. Xây ngang ra. Xây một cái vào đây này. Để tôi nhảy qua bên này anh em ạ. Đấy, xong chúng ta xây vào này. Đấy, xong rồi thì như này. Và thêm cái phiến gỗ ở tầng trước nữa là được đấy. Phiến gỗ. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ phải đứng hơi nguy hiểm tí để tôi xây được cái ấy này. Xây được cái đèn lồng này. Đâu rồi? Thế rồi. Ok. Sau khi xong cái này các em nhá, là mình phá cái này. Phá cái này. Phá cái này đi. Rồi. Xong rồi mình dùng chắt đo. Mình đặt vào đây. Đâu rồi? Đấy. Anh em thấy hoàng hôn đẹp quá. Đây là gì nhỉ? Bình minh chứ. Đâu nhỉ? Hình như mặt trời nó sẽ mọc ở đằng này đấy anh em nhỉ. Trông đã bình minh lên rồi, tôi với anh em cùng ngắm nhỉ. Rồi, sau khi xong này nhá, bây giờ tiếp tục dùng cái lá cây này. Mình sẽ tiếp tục phủ lá cây anh em ạ. Ở đây này. Cái chỗ này nó hơi khó anh em nhá, nên là anh em muốn xây thì anh em hãy cứ ấn vào cái video ở dưới phần mô tả của tôi mà xem nhá. Đấy, xong xây này. Ok chưa? Đấy. Hai cái này. Hai cái ở đây này. Một cái ở đây. À, mình chừa chỗ này ra. Cái chỗ này không xây gì anh em nhá. Đây, nốt vào mấy cái góc này này. Đâu rồi? Đây rồi. Góc này nữa. Ok. Sau khi anh em xong như này là bây giờ chúng ta sẽ xây lên đến cái tầng bên trên này. Đấy, đến tầng thứ 3 đấy. Đến tầng thứ 3 thì chúng ta sẽ xây như này anh em ạ. Tầng thứ 3 hơi khó. Đây này. Đấy. Ta phải xây một cái block gì đó ở bên dưới anh em nhá, thì chúng ta mới có điểm tựa chứ. Đấy. Ok. Ok anh em, sau khi mà anh em xong rồi nhá, anh em sẽ đào đi những cái khối mình đặt ra. Mình đặt ra chỉ để mình xây cái lá cây thôi. À, chứ mà mình sẽ phải đào đi chứ để mình có thêm diện tích chứ đúng không? Ok. Ok, anh em phá đi rồi nhá. Anh em sẽ xây lên thêm một tầng nữa. Và cái tầng này cũng gọi là tầng cuối cùng đấy. Xong tầng này là anh em xong đấy. Rồi. Tầng này thì anh em sẽ xây như này. Anh em sẽ xây lên một block này. Đấy, lá cây ra. Lá vân sao này, xây ngang ra. Ok chưa? Mình sẽ xây, mình phủ luôn cái mái luôn anh em ạ. Đấy, chỗ này phủ luôn. Đây nữa. Rồi. Ok. Vậy là xong rồi đấy anh em. À, sau khi xây xong cái này là mình sẽ không có đường xuống anh em nhá. Vậy thì mình phải phá một cái để mình xuống rồi. Ok, xong mình xây lại. Ô, tôi phá cái mà nó rơi ra cái hạt giống luôn kìa. Rồi, xây lại. Đẹp rồi đấy anh em. Chúng ta xong cái nhà trên cây rồi đấy. Đấy. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta phải trang trí thêm tí chứ anh em nhỉ. Đây, chúng ta sẽ dùng cái cầu thang gỗ vân sam. Đâu rồi, đây rồi. Cái đường tôi đi lên đây rồi. Tôi sẽ xây một cái đường tôi đi lên anh em ạ. Đây này, cái này này. Đấy, xây vào như này. Để mình đi lên mình đứng mình ngắm chứ. Hello các anh dân nhá. Chào các anh nhá, các anh chăm chỉ làm việc nhá. Anh em có thể thấy là làng của tôi có khá là nhiều anh nông dân. Thế nên là cái mảnh ruộng của tôi cũng được cai quản khá là tốt đấy. Anh em nhìn này, nó vẫn còn có nhiều cái hạt giống mà nó vẫn đang đỏ chót này. Các anh vẫn chưa thu hoạch hết. Nhưng mà không sao, từ từ rồi các anh sẽ làm thôi. Các anh nhỉ, đừng có lười biếng nhá. Ơi, trang trí một chút anh em ạ. Đây, đây, chỗ này thì không cần đặt cái gì đâu. Mình đứng ở đây mình nhìn được rồi. Đây, tôi đã có mang thêm một tí đồ lên rồi. Rương này, đèn lồng này. Để tôi tìm chỗ trang trí đèn lồng nào. Ở đây à?
Có đặt được vào lá cây không? Không được anh em ạ. Không được thì thôi, không cho đặt thì thôi. Đặt rương vào đây đi nhỉ. Đấy, mình sẽ đặt 3 cái rương vào đây. Rồi. Rồi thì lò nung. Lò nung là mình sẽ trang trí ở đây nhỉ. Ấy trang trí đơn giản thôi cho đẹp anh em ạ. Tôi thích mấy thứ đơn giản. Rồi. Đây nữa. Rồi. Đấy, được đấy nhỉ. Đây. Xong rồi chỗ này thì mình sẽ dùng cái gì nhỉ? Đây, mình sẽ dùng cái cầu thang này. Đặt nó vào đây. Không không. Đặt nó ở bên dưới cơ. Dưới á, xong cho cái rương vào. Ok chưa anh em? Đẹp chưa? Hợp lý không? Ở đây nhá. Đặt cái này vào. Cho cái rương vào. Còn ở bên này sao? Bên này thì cái lò nung nó quay về phía này có được không nhỉ? Không không. Cái lò nung là mình phải cho nó quay về phía này anh em ạ. Phía này. Đấy. Bên này cũng vậy này, bên này cũng cho nó cái lò nung vào. Nhưng mà bên này cái lò nung mình cho nó cao thêm một bậc đi. Đấy, cho nó hiện đại. Rồi. Không đặt cái đèn lồng vào chứ không quái nó spawn nó chết. Đặt vào đâu nhỉ? Đặt vào bên này anh em nhá, cho đẹp. Rồi. Xong rồi đấy anh em. Coi như là chúng ta xong cái nhà trên cây rồi đấy. Đấy. Bây giờ tôi sẽ xuống và tôi đi xung quanh cho anh em xem thử cái nhà trên cây nhá. Các anh dân thấy sao? Các anh thấy cái nhà trên cây đẹp không? Đấy, anh em thấy sao? Được không? Tôi đứng đây là nó hơi bị chắn bởi cái chuồng nhỉ. Để nó đứng xa xa tí. Đây, anh em thấy được không? Đấy, khá là ngon đấy anh em ạ. Chúng ta sẽ dùng thêm một vài cái phiến gỗ anh em nhá. Đặt vào đây. Để cho các anh dân là các anh không nhảy lên đấy. Bởi vì nếu mà các anh nhảy lên là các anh phá hỏng ruộng. Tôi lỡ phá mất cái rồi. Đấy, chúng ta đặt vào ba cái góc này. Ok. Ngon rồi đấy. Để tôi trang trí thêm một tí anh em ạ. Dùng hàng rào và dùng đèn lồng trang trí thêm một chút. Trang trí thì đơn giản thôi. Đấy, cắm hàng rào vào. Xong cắm đèn lồng vào. Đấy. Bên này cũng vậy này. Đấy. Thì mình có trang trí cái này là mình trang trí tùy theo cái sở thích của mình thôi anh em ạ. Anh em thích trang trí vào chỗ nào thì anh em trang trí. Đấy. Ok. Đấy, tôi còn một cái nữa để tôi đặt nốt. Đặt nốt thì đặt vào đâu nhỉ? Đặt vào cái phía này đi nhỉ? À mà thôi, cái nhà mình ở phía kia mình nhìn thì mình cứ nhìn qua phía này chứ. Đây. Đấy, tôi đặt nốt nó vào đây. Nốt nó vào đây để tôi ấy nè. Rồi. Ok. Xong cái nhà trên cây rồi anh em ạ. Anh Golem thấy sao? Khổ thân anh Golem. Rồi. Đấy anh em ạ. Khá là đẹp rồi đấy. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ đi dọn tí đồ và sau đó chúng ta sẽ đi tìm ong anh em nhá. Nhưng mà để từ từ đó để tôi mang tí bạc lên để tôi chữa cho mấy anh Golem đã. Chứ tôi trông mấy anh ấy bị vậy tôi thương quá. Anh Golem ấy. Ăn đi anh ấy. Hey. Ăn đi anh. Hãy sống để bảo vệ dân anh nhá. Đấy, ngon ngay. Hình như ở nhà tôi chỉ có một anh Golem thôi. Ủa chắc có hai anh ở đây mà không biết là vì sao mà mất đi một anh rồi. Hình như là do mấy bọn skeleton chúng mà đứng ngoài chúng nó bắn vào đây anh em ạ. Bộ mất dậy. Ok anh em ạ. Để tôi sẽ dọn đồ thôi. Dọn đồ xong rồi chúng ta cùng đi tìm ong anh em nhá. Ok anh em ạ. Tôi vừa mới trang trí thêm một chút cho cái nhà trên cây. Đây. Tôi thêm cái giường thôi. Xong rồi thì tôi thêm mấy cửa. Đấy, bây giờ mình có cửa để mình đi ra rồi. Sau đó là tôi thêm một vài cái lá cây ở bên trên này. Nên là anh em nhìn thấy cây trông nó sẽ bớt vuông vắn hơn đấy đúng không? Đấy, trông nó sẽ tự nhiên hơn. Ok anh em ạ. Đây thì tôi phải cho anh em xem thử cái số lượng dân làng của nhà tôi. Đây, anh em thấy chưa? Cũng khá là đông ở đây đúng không? Đấy, nhưng mà vẫn còn thừa khá là nhiều giường anh em ạ. Nên là tương lai là còn đông hơn cơ. Tương lai là còn đông nữa đấy anh em ạ. Bởi vì là còn thừa giường mà. Đấy, thôi, đi ngủ cá nhỉ. Xong rồi thì sáng mai chúng ta cùng đi tìm ong anh em nhé. Tôi sẽ cưỡi em ngựa của tôi tìm ong anh em ạ. Đấy, bởi vì là cái nhà này nó hơi chặt. Nên là chúng nó cứ tranh nhau vậy đây các bạn. Kệ chúng nó đi. Để nào mà được thì tôi sẽ xây cái rộng ra. Mà thực ra không cần đâu, xây cái rộng ra nó hỏng cái nhà của mình. Cứ để vậy đây các bạn. Cứ để một cửa vậy. Chúng ta phải để cho các anh dân làng học cách nhường nhịn nhau anh em ạ. Đấy, phải nhường nhịn nhau mới sống chứ nhỉ. Ok, đi thôi ngựa ấy. Đi tìm ong anh em nhá. Ok anh em ạ, hiện tại tôi đang đứng ở một cánh đồng có rất là nhiều hoa. Thì là thường là những cánh đồng nhiều hoa này nhá,
là ong nó sẽ hay spawn ra lắm. Là nó sẽ hay có mấy cái tổ ong đấy, nhưng mà tôi đang nhòm thử xem có không anh em ạ. Hình như không có nhỉ. Hoa đẹp thật anh em ạ. Bởi vì là ong là nó ăn hoa anh em nhá, ong thụ phấn mà đấy. Và trong Minecraft là nó ăn hoa để sinh con đấy. Đấy, khá là hay. Là không thấy anh em ạ, chắc là cái vùng này không có rồi. Tôi đi tiếp thôi. Ồ, đây này anh em ơi. Úi dồi, chào em ong. Chào em. Ôi, hơi lag anh em ạ, tôi không biết vì sao mà nó hơi bị lag nhưng mà hết rồi. Chào em ong, úi dồi, em béo đấy. Ê, em béo đấy. To phết anh em ạ, đây. Anh em thấy không, nó còn to hơn thanh kiếm của tôi. Ok anh em ạ, thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn mang được em ong về nhà, chúng ta muốn mang cái tổ ong này về nhà là chúng ta phải đợi tới đêm anh em nhá. Đợi tới đêm để cho các con ong chúng nó đều bay hết vào tổ. Rồi chúng ta sẽ đào cái tổ đi và chúng ta mang cái tổ về nhà. Đấy. Nên là bây giờ tôi sẽ đứng đây và tôi đợi tới đêm anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi sẽ tranh thủ cái thời gian ban ngày này, tôi đi xung quanh rồi tôi tìm thêm xem là xem còn tổ ong không anh em ạ. À, sau đó là đến đêm thì mình sẽ quay trở lại đây. Ok anh em ạ, thì anh em có nhìn thấy mấy thằng cướp hay không? Tôi đang đi xung quanh thì tự nhiên tôi gặp bọn đó đấy. Có vẻ chúng nó muốn xử tôi lắm. Thế nhưng mà thôi anh em ạ, tôi không muốn xử bọn nó đâu. Anh em thấy cái lá cờ trên đầu bọn nó không? À, mình mà đánh nó là mình bị ám đấy. Mình bị ám chết luôn đấy. Mình về làng rồi bắt đầu cướp có kéo ra đánh làng mình chết cha. Thôi có gì để buổi sau anh em ạ. Bởi vì là buổi này là tôi chỉ muốn xây nhà thôi, tôi không có hứng đánh nhau lắm hề. Đấy, để buổi sau anh em nhá. Hoặc là để buổi nào đi nhỉ? Nhưng mà chắc là buổi sau thì bọn này chắc là chúng nó cũng biến mất đây các bạn. Bởi vì là bọn quái trong này là chúng nó tự biến mất theo thời gian nhá. Nếu mà mình mà đi xa bọn nó quá thì chúng nó tự biến mất. Từ khi là mình đặt tên cho bọn nó rồi. À, nên là nếu mà buổi sau mà không được thì buổi nào đi anh em ạ. Kệ đi. Ok các bạn ạ. Mặt trời đang dần lặn xuống rồi. Và em ong là em vẫn đang làm việc. Em chăm chỉ quá đúng không? Em về đi em, về đi em, về đi em. Em về đi. Đúng rồi. Mà thật sự là tôi không biết tại sao mà hình như trong cái tổ này có mỗi một em hay sao anh em ạ. Đây, nếu bây giờ chúng ta muốn phá tổ ong, chúng ta phải dùng cuốc có độ mềm mại anh em nhá. Đấy, thì nó mới rơi ra cái tổ ong. Đấy, nhặt nó. Tổ ong tự nhiên. Mà hình như là trong này chỉ có đúng một em ong anh em ạ, không ổn rồi. Vậy thì tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ phải đi lên đường và tôi đi tìm thêm thôi. Chứ mà có một em thì làm sao mà sinh thêm được đúng không? Phải có hai em chứ. Nè, giờ tôi đi tìm thêm anh em ạ. Ôi anh em ơi, tôi vừa mới chạy một tí rồi tôi đã gặp tổ ong tiếp rồi này. Thế nhưng mà đông quái quá, từ từ để tôi ra xử của nó anh em ạ. Láo, đừng có động vào gượng của tao. Ôi chết cha rồi, chính tôi là đứa động vào gượng của tôi anh em ạ. Úi dồi ôi, mày bán ai? Ôi từ từ ngươi, anh dùng khiên cơ mà. Úi dồi ôi, zombie con à? Zombie con. Láo, bắn đi, bắn đi. Rồi. Đấy, ngon quá. Đào luôn cái tổ ong này xong đi về thôi anh em ạ. Đấy, vừa mới đi được có một tí mà gặp luôn thì ngon quá anh em ạ. Úi dồi ôi. Ô, cái zombie rất làng này. Ôi mà chả cần đâu anh em ạ. Chết đi. Ở làng tôi nó có cả tỷ thằng luôn này. Chả cần zombie dân làng đâu ê. Đi về thôi người ơi, xong rồi. Đi về thôi. Đây tôi về rồi. Đi ngủ đi các anh. Úi dồi ôi, đóng đóng vào. Láo thật. Nó dám tính xâm nhập vào cái địa bàn của tôi anh em ạ. Hơ. Rồi, em đã làm rất là tốt công việc rồi. Em về nghỉ đi ngựa nhá. Rồi, cảm ơn em. Ok các bạn, quá ngon rồi. Để tôi vào tôi ngủ cùng các anh dân. Đây, tôi đã có hai cái tổ ong tự nhiên rồi. Quá đẹp, bây giờ tôi sẽ ra ngoài và tôi đặt nó anh em ạ. Tôi sẽ đặt nó ở cái nhà trên cây của tôi. Anh Golem nhỉ? Thế quái nào mà tôi vừa mới chữa cho anh Golem mà sao giờ anh biết thế này rồi. Thằng nào nó có đánh anh ấy anh em ạ? Hay là dân làng nó bắt nạt anh Golem nhỉ? Đây, chúng ta cùng đặt ra anh em nhá. Đặt ở đây này. Đấy, à đâu? Đặt ở đâu cho nó dễ chứ nhỉ? Đặt ở đâu nhỉ? Để tôi đặt ở đây đi. Nói, em có nhà mới rồi ong nhá. Cây này là nhà của em. Chắc là em ong vui lắm đấy anh em ạ. Bởi vì là anh em biết sao không? Nếu mà ong mà ở xung quanh những cái lương thực như này này, là con ong nó sẽ làm cho những cái lương thực như này nó lớn nhanh hơn đấy anh em. Đấy.
Nên là nếu mà mình mà có ruộng nghe mình mà mang ong về là nhất hạng luôn đấy anh em ạ. Tôi sẽ đặt thêm một cái tổ nữa. Tôi sẽ đặt nó ở đây đi. Rồi, ra đi em. Đâu rồi? Bên trong này cũng có một em đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết em ấy đâu. Kệ em ấy đi. Ê, từ từ rồi em mới ra. Ok các em ạ, thì tôi mới nhớ ra đó là ong nó cũng thích hoa nữa. Nên là tôi sẽ phải trồng hoa ra chứ. Đó, trồng hoa ra để cho ong nó ở bên cạnh nhà mình anh em ạ. Tôi không biết là em ong của tôi thì em bay đâu rồi. Nhưng mà chắc là em ấy cũng ở xung quanh đây thôi anh em ạ. Đó. Bây giờ tôi sẽ tìm chỗ để tôi để hoa. Úi dồi ôi. Thỉnh thoảng là nó vẫn bị nhảy lên đấy anh em ạ. Tôi sẽ phá đi một vài ô để tôi để hoa anh em ạ. Đấy. Chúng ta sẽ phá đi một vài cái lương thực. Bởi vì nhà mình cũng nhiều lương thực rồi. Đấy, cắm hoa vào. Ô, mình cắm hoa vào là mình không hề phá cái ruộng luôn anh em nhá. Đẹp quá. Thích quá, tốt rồi. Đấy, mình cắm hoa vào. Cho các em ong là các em ấy còn có thứ để các em ăn chứ. Đấy, rồi. Ok. Không biết là em ong của tôi là em bay đâu rồi anh em ạ. Vừa nãy là tôi thấy em bay ở phía này. Chắc là em mới đi đâu đó rồi, em mới chơi rồi anh em ạ. Đấy, kệ em mới đi. À, kia kìa. Anh em thấy em ong không? Đây này, đây. Xem em mới làm cái gì mà em bay tận lên đấy nhở? Không biết là ong nó bay xa vậy thì về sau này nó có về nhà không nhở? Úi dồi ôi, em chào anh. Anh làm gì? Anh làm gì? Anh đột kích ai? Hờ. Để tôi lên tôi dòm em ong anh em ạ. Đi về em ấy. Đừng có đi lạc đấy. Đi về. Chúng ta phải cầm hoa ra để chúng ta dụ nó anh em ạ. Đi về em. Vì sao là chỉ có một con nhỉ? Đáng ra là phải có một em nữa ở trong kia chứ. Nhưng mà chắc là em ấy trẻ em chưa ra. Nếu mà em ấy mà ra thì tôi cho em ấy sinh sản rồi. Yeah. Ok các em ạ, thì như anh em có thể thấy ở đây đó là cái tổ ong thì nó có cái ô màu vàng ở đây đấy đúng không? Đó, cái này có nghĩa là đầy mật ong ở bên trong rồi anh em nhá. Có nghĩa là mình có thể múc mật ong được đấy. À, đây, úi dồi ôi. Úi dồi ôi em ngựa ơi. Xuống em ơi. Em làm gì nguy hiểm đấy em ơi. Úi dồi ôi. Xuống, rồi. Ok các em ạ. Rồi, đây chúng ta có thể múc mật ong bằng một cách rất là hay các em ạ. Đó là chúng ta dùng cái chai. Cái chai của tôi đâu? Cái chai là chúng ta làm bằng thủy tinh nhá. Đấy, thủy tinh thì chúng ta đặt như này à. Đó, làm được 3 cái chai. Nhưng mà trước khi anh em múc mật ong nhá, là anh em phải lưu ý này. Đó là anh em mà múc ấy, là ong nó đốt anh em luôn đấy. Đó, nên là anh em phải có cái lửa trại. Anh em đặt cái lửa trại ở bên dưới để làm cho ong nó bị choáng. Đó, ong bị khói đấy. Kiểu là nó chơi cần ấy. Đó, nó bị khói choáng. Ok chưa? Đấy, nó choáng rồi thì anh em mới bắt đầu múc được cái mật ong nhá. Đấy, tôi đã làm cái lửa trại này hai cái bởi vì là tôi có hai cái tổ mà. Rồi, tôi lên tôi múc cho anh em xem. Và nếu mà anh em mà bị ong cắn ấy là con ong nó chết luôn đấy anh em ạ. Bởi vì là ong là nó có cái ngòi mà. Một khi là nó mất cái ngòi là nó sẽ chết mà. Đấy, nên là anh em mà nuôi ong ấy là anh em phải cực kỳ cẩn thận nhá. Đừng có để nó cắn mình. Ok chưa? Đấy, anh em đặt cái lửa trại này này. Thôi rồi anh em múc mật ong ấy 100% an toàn. Đấy. Ngon ngay các em ạ. Được luôn hai chai mật ong. Thì là mật ong này có nhiều công dụng lắm. Nhưng mà theo như tôi được biết ấy, đó là công dụng thứ nhất ấy, là nó sẽ chữa được những cái hiệu ứng xấu của mình. Nếu mà mình mà đang bị độc ấy, hoặc là bị mù mắt cái gì ấy, mình uống mật ong vào là mình sẽ được loại cái đấy đi anh em nhá. Tốt lắm. Cái thứ hai nữa ấy, đó là mật ong nó có thể dùng để mình làm đồ ăn luôn. Mình ăn nó là mình được hồi 3 cái đùi gà luôn. Đấy, rất là ngon anh em ạ. Cái thứ ba nữa ấy, đó là mật ong này nó có thể tạo ra được khối mật ong. Khối mật ong là nó giống cái khối chất nhờn ấy, nhưng mà nó đặc biệt hơn khối chất nhờn một chút, toàn nó dính ra cơ. Thú vị lắm anh em ạ. Nếu mà sau này mà tôi có làm cái công trình gì mà cần đến khối mật ong ấy, tôi sẽ làm cho anh em xem. Ok anh em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Chúng ta đã xây được một cái nhà trên cây và mấy cây gọi là rất là đẹp rồi anh em ạ. Tôi có cái nhà trên cây này, tôi nhìn cái nhà của tôi thấy nó gọi là nó có nhiều sức sống hơn rồi đấy anh em ạ. Đấy, thiên nhiên hơn rồi nhỉ. Và chúng ta đã mang được những em ong rất là dễ thương về nhà rồi. Ok các em ạ, tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nhá. Cực kỳ cảm ơn anh em vì đã xem đến tận đây luôn. Yêu anh em rất là nhiều.